Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, thi hành bản án số 84 ngày 19 tháng 6 năm 2021 và thông báo sửa chữa bổ sung bản án số 40 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ra quyết định thi hành án số 777 ngày 6 tháng 8 năm 2021 đối với ông Ngô Văn Phát, hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, nơi cư trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, phải thi hành các khoản 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, phạt tiền 50 triệu đồng để sung vào ngân sách nhà nước, số tiền thu lợi bất chính là hơn 135 tỷ đồng lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kê biên đối với tài sản là thửa đất số 07/13A, 08/13A và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận số BN827669 ngày 10 tháng 3 năm 2014, số CB238457 ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân quận Hải An tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An theo lệnh kê biên tài sản số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Đây là một trong số các vụ việc mà Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức thi hành án với số tiền phải thi hành án rất lớn. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 26 ngày 26 tháng 8 năm 2021 và tiến hành kê biên xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động vơ tù thu được số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của ông Ngô Văn Phát. Quá trình tổ chức thi hành án, dưới sự thuyết phục của cơ quan thi hành án và viện kiểm sát, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và các khoản tiền phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án. Do đó, ngày mùng 2 tháng 4 tại thửa đất số 07 giặc 13A, 08 giặc 13A, số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, Cục thi hành án dân sự phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát, đồng thời cũng tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng đất 2.280m2 đất và tài sản gắn liền với đất là một căn biệt thự tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền. Trước đó, tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát, tức Phát Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Phát cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp ma để bán 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của nhà nước giả xét xử. Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, bị cáo Phát còn phải nộp hơn 161 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, ông Ngô Văn Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trước khi bị bắt khởi tố bắt giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, ông Ngô Văn Phát khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận.